dân ở lực như thế này. Nguyễn Phương Hằng tôi đã được anh Quỳnh Duy Dũng hồi phục lại tất cả những chức vị trong công ty mà tôi đã điều hành suốt nhiều năm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng báo tin cho quý vị, Nguyễn Phương Hằng tôi dùng 10 tỷ để ủng hộ chương trình này. Lý tưởng sống của tôi là giúp đỡ mọi người. Và trước đây thì tôi cũng có nghe anh Quỳnh Duy Dũng đã đóng góp 5 tỷ vào cái quỹ này. Và hôm nay tôi tiên phong 10 tỷ trước khi vào chương trình được mà. Đây là người thế này. Cho tôi, Nguyễn Phương Hằng, đại diện công ty cho tặng 10 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Thành phố Việt Nam. Hôm nay, thực sự là tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi mọi người vẫn còn yêu thương tôi, yêu mến Đại Nam cũng như ủng hộ tôi. Và sau đây tôi nhường lời cho anh Quỳnh Duy Dũng sẽ phát biểu đôi lời với tất cả những người có mặt tại đây ạ. Kính thưa tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn bè, những các thân 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 năm 1999 là ngày vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, tôi đã động thổ xây dựng là cảnh Đại Nam Khâm Điểm và cái nơi mà quý vị đã đến tham quan ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi xin trăm trăm nghìn trọng cúi đầu cảm ơn tất cả quý khách đã đến chung vui chương trình và tham quan Đại Nam Văn Hiến. Và tôi cũng xin cảm ơn trời Phật đã giúp cho chúng ta ngày hôm nay trời quang mây tạnh để cho tất cả các cô chú, các anh chị, các bà con về đây một ngày tham quan vui vẻ và dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 3 năm 1999, ngày Hỗ Tổ Cứu Hồn, tôi đã xây dựng lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến. Và cái ngôi điện thờ chính ở tại Đại Nam quý vị vào thăm ngày hôm nay, đó là cái ngôi thờ gọi là cái tên gọi là Kim Điện Quốc Tổ Hùng Vương. Nói đến dân tộc Việt Nam thì các bạn không bao giờ quên được chúng ta có cội nguồn, có tổ tiên, có một lịch sử oai hùng. Tôi có để ngay cái cổng của Đại Nam là Đại Nam Quốc Tổ Hùng Vương. Đại Nam là cơn nước của nước Việt Nam của chúng ta, và thời Hùng Vương là cái nền tảng của đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Cái nền tảng của đất nước của chúng ta là chúng ta may hay lành thay, chúng ta có cha có mẹ, đó là cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ. Chính từ đó chúng ta có mẹ và cái gia tài không có gì lớn lao to lớn mà mẹ đã để lại cho chúng con, cho chúng ta và cho đất nước lớn bằng hai chữ đồng bào. Chữ đồng bào vô lượng nghĩa, nghĩa đời, nghĩa đạo, nghĩa gian sang. Chính từ hai chữ đồng bào hôn đúc cho chúng ta có được một tinh thần dân tộc, và chúng ta có được bản sắc dân tộc luôn nhớ về cội nguồn. Và xuất phát từ đó chúng ta có được một cái sắc thái dân tộc, một cái linh hồn của dân tộc, một cái bản chất của người Việt Nam gọi là bản sắc. Nói chung chúng ta gọi chung nó là bản sắc của dân tộc Việt Nam, đó là chữ trung, chữ hiếu, chữ tình, ba chữ gói một nồi tình văn lang là thời Hùng Vương. Thank you.
ngời sáng, ngọt trái tim nhạt màu lửa. Vì tổ quốc, vì nhân dân, lòng luôn bừng cháy lên. Tăng lòng yêu quê hương, giấc mơ xây đất nước, vững bước tiến lên cao, đằng sau còn nhớ mãi. Xây dựng đất nước mạnh giàu, mang hy vọng đến đời sau. Tương lai luôn tỏa sáng, một trái tim kiên cường không lùi bước. Vì một Việt Nam tươi đẹp, bao nhiêu ước mơ cháy trong lòng người Việt Nam. Xây dựng đất nước mình giàu, mang hy vọng đến đời sau. Tương lai luôn tỏa sáng, một trái tim kiên cường không lùi bước. Vì một Việt Nam tươi đẹp, bao nhiêu ước mơ cháy trong lòng người Việt Nam. Tấm lòng yêu quê hương, giấc mơ xây đất nước, vững bước tiến lên cao, ngàn sau còn nhớ mãi. Việt Nam tươi đẹp, bao nhiêu ước mơ cháy trong lòng người Việt Nam. Tôi sẽ hát hát về người có tấm lòng yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam, một người luôn vươn cao. CEO Phương Hằng nói sao, một trái tim thật màu lửa. Vì tổ quốc, vì nhân dân, lòng luôn bừng cháy lên. Tấm lòng yêu quê hương, xây đất nước, vững bước tiến lên cao, đằng sau còn nhớ mãi. Xây dựng đất nước mạnh giàu, mang hy vọng đến đời sau. Tương lai luôn tỏa sáng, một trái tim kiên cường không lùi bước. Vì một Việt Nam tươi đẹp, bao nhiêu ước mơ cháy trong lòng người Việt Nam. Việt Nam.